chơi giải trí. 1.000, 2.000 mà thua tới 300.000. Biết vậy thua 20.000 nghỉ mẹ đi. Người ráng đi gỡ. Gỡ đầu thấy mày. Với những thành viên nào bị viêm xoang và viêm mũi dị ứng thì cái tình trạng thổi thuốc như này là cái tình trạng có thể diễn ra thường xuyên vào những cái thời điểm thời điểm giao mùa, thay đổi về độ cao, rồi thì những cái thời điểm mà uống rượu bia nhiều này, hay ăn một số cái sản phẩm chất tanh, chất nóng, hoặc là có thể là cơ địa nó phản ứng nó yếu yếu thì nó hay bị cái tình trạng này này. Thì giới thiệu với cả nhà sản phẩm thuốc xoang đông y thổi mũi gia truyền họ Lê. Đấy. Xin chào toàn thể quý khách. Hiện tại thì thời tiết đang chuyển từ mùa hè để sang mùa thu. Và những cái khoảng thời tiết giao mùa như này thực sự là cực hình đối với những người bị viêm xoang và viêm mũi dị ứng, đúng không ạ? Những cái tình trạng như là hắt hơi này, sổ mũi này, ngạt mũi này, nhức và ngứa mũi này, cộng thêm nữa là gì ạ? Cay sống mắt, chảy nước mắt, nhức hai bên thái dương, thậm chí là nhức răng và xương hàm là những cái tình trạng phổ biến đối với những người, những thành viên bị viêm xoang hay viêm mũi dị ứng. Thì viêm xoang và viêm mũi dị ứng là hai cái căn bệnh mãn tính, chúng ta phải dùng từ bệnh mãn tính, khác nhau. Nó sẽ có những cái cấp độ khác nhau. Hiểu một cách đơn giản nhất thì viêm mũi dị ứng là cái tình trạng cái cơ thể nó tiếp xúc hoặc là mũi mình nó tiếp xúc với những cái tác nhân gây dị ứng như là phấn hoa này, thay đổi về độ cao này, thay đổi về thời tiết đấy, nó gây hắt hơi, gây chảy nước mũi, gây chảy nước mắt và gây ngứa mũi khó chịu. Còn viêm xoang thì nó là cái trường hợp nặng thêm. Thông thường thì viêm xoang sẽ xuất hiện, viêm xoang mũi cả nhà nhé, thông thường thì viêm xoang mũi sẽ xuất hiện khi bệnh nhân bị viêm mũi dị ứng nặng. Nhà mình cần phải hiểu rõ như vậy. Khi bệnh nhân bị viêm mũi dị ứng nặng hoặc sau một đợt cảm cúm kéo dài. Cho nên cái này là cái nhà mình cần phải nắm bắt rất rõ này. Thông thường thì viêm xoang sẽ xuất hiện khi bệnh nhân bị viêm mũi dị ứng nặng và sau một đợt cảm cúm kéo dài. Nếu bị viêm xoang ấy thì người bệnh thường có các triệu chứng như là suy giảm khứu giác, thậm chí là không thể nhận biết được các mùi hương, bị đau nhức vùng trán này, vùng gò má này. Đây là được xem là dấu hiệu xoang phổ biến nhất. Hay bị hắt hơi, sổ mũi, nghẹt mũi và chảy mũi. Dịch tiết chảy từ mũi sẽ có màu trong hoặc màu vàng xanh. Cái này nhà mình có thể để ý thêm một chút. Ho hoặc là hơi thở có mùi hôi. Đó. Dịch mũi chảy xuống họng và người bệnh có thể cảm nhận được cái điều này. Như mình đang bị viêm xoang nhẹ này. Và đối với những tình trạng viêm xoang nặng, thậm chí là có thể là bị sốt nữa. Đấy. Và bên cạnh đó, bệnh nhân có thể xuất hiện các triệu chứng chưa được đề cập đến, ví dụ như là viêm họng, viêm tai giữa, nhiễm trùng xương, viêm màng não, áp xe. Đấy là những cái triệu chứng nặng thêm với những cái thành phần bị viêm xoang nặng biến chứng. Thì sẽ có viêm xoang mãn tính. Đấy. Thì cả nhà mình thấy mấy này, viêm xoang mãn tính và viêm xoang cấp tính. Viêm xoang cấp tính thì là gì ạ? Là những người có tình trạng bệnh và khỏi dưới 4 tuần thì được gọi là viêm xoang cấp tính. Còn những người viêm xoang mãn tính thì nó còn chia thành xoang sàng này, rồi xoang bướm này, xoang hàm này, xoang trán đấy, và viêm đa xoang nữa. Nói chung là nói về xoang đây thì bản thân mình là người có tìm hiểu, là người có bán các sản phẩm về thuốc đông y thổi mũi gia truyền họ Lê, sản phẩm bổ thuốc thổi xoang, thì cũng chỉ hiểu được một phần nào đấy trong cái tác nhân của viêm xoang cũng như là cái triệu chứng và một số cái hỗ trợ điều trị. Đấy, thì ở phía bên trên này là xoang lót này, đấy chưa? Ở những cái khu vực đây nó đây này, viêm xoang các bạn rất hay bị chỗ này. Trông chỗ này rất đơn giản thôi, nhưng mà chỗ này nó có hốc xoang này. Đấy, bên trên này nó cũng có hốc xoang này. Thì với những cái người bị viêm xoang ấy thì trên này nó mạng trên này nó sẽ đọng dịch này,
mạng dưới này sẽ đọng dịch và nó gây khó chịu này, hai bên này. Thì hiện nay ấy, thì sẽ có các cách điều trị. Thứ nhất là điều trị bằng thuốc đông y và tây y. Đấy, mỗi loại sẽ có một cái ưu điểm và cái hạn chế khác nhau. Ví dụ như điều trị bằng tây y chẳng hạn, thì đặc trưng của những dòng kháng sinh ấy, thì nó sẽ giúp cơ thể khỏe và nó giúp hỗ trợ được rất nhanh về cái tình trạng bệnh, hỗ trợ rất nhanh tình trạng bệnh. Tuy nhiên thì nó có thể với một số người ấy, thì chính cái kháng sinh liều cao đấy, hoặc là nhờn thuốc mà cơ thể dần dần nó quen với cái thuốc đó rồi, nó không có hiệu quả nữa, và thậm chí sau này dùng những cái loại nhẹ hơn nó không có hiệu quả nữa. Đấy là cái vấn đề của cái sản phẩm về xoang. Và thứ hai nữa là với cái tình trạng dùng thuốc tây y, một số người có thể dẫn đến vấn đề về đau dạ dày, đại tràng hay là cái sự hoạt động quá mức của gan thận chẳng hạn. Đấy là vấn đề của thuốc tây y. Viêm xoang, viêm mũi dị ứng có thể dùng đông y. Đông y là dùng một số các loại thảo dược và kết hợp bốc thuốc thì nó cũng thể hỗ trợ được phần nào đấy, và thường thì an tâm hơn trong quá trình sử dụng. Và một trong những cách cũng tương đối hiệu quả nhưng cũng khá tốn kém nữa, đó là tình trạng là viêm xoang nặng thì có thể thăm khám bác sĩ và phẫu thuật. Đấy, thì cái việc thăm khám bác sĩ và phẫu thuật này ấy, thì nó cũng tùy vào từng người, tình trạng viêm xoang của từng người. Thường để mà khỏi hẳn ấy, thì mọi người cứ xác định là viêm xoang và viêm mũi dị ứng để khỏi hẳn là rất khó. Mà chúng ta dùng những cái sản phẩm nào nó tốt cho cơ thể, không gây tác dụng phụ và nó giảm triệu chứng nhanh, nó hỗ trợ ngừa viêm xoang nặng hay là ngừa những cái biến chứng, thì đấy là cái sự lựa chọn. Có một cách nữa là ngoài cái việc dùng đông y hay tây y hay là đi bác sĩ để mổ, thì có thể dùng những cái mẹo dân gian, đúng không ạ? Chữa bằng nghệ này, chữa bằng cây cứt lợn này, hay là một số người còn dùng cả những cái mẹo như đốt một số cái sản phẩm đông y và để hun khói sông mũi rồi xịt rửa, rất nhiều các cách khác nhau đấy. Thì đấy là một số những cái tình trạng của những cái thành viên mà mình cảm thấy là mình bị viêm mũi dị ứng và viêm xoang. Em Quyền cũng vừa chia sẻ với nhà mình, thì tiện đây em Quyền cũng giới thiệu cái sản phẩm em Quyền vừa sử dụng. Bắt đầu thông đường thở rồi các anh ạ. Đó là thuốc đông y thổi mũi gia truyền họ Lê. Đấy, đầu tiên là cái nhận biết là cái sản phẩm đặc trưng của bên em là có chữ Q. Q đây là tên của em Quyền. Chữ Q được in chìm ở dưới cái nhãn công dụng dụng để hạn chế tối đa cái tình trạng là nhái về nhãn mác bao bì sản phẩm khi mà đưa ra thị trường những sản phẩm không tốt, không được nghiên cứu lâu dài và có thể là không đem lại hiệu quả rõ rệt. Đấy, với một cái sản phẩm em Quyền đang cung cấp ra ngoài thị trường và bên em đang cung cấp ra thị trường ấy, thì sẽ có cái túi zip như này và cái nhãn hướng dẫn sử dụng, có thời gian sản xuất nữa. Và thứ hai là có một lọ 20ml, một lọ rất là lớn này nhá, một lọ 20ml này, một cái lọ thuốc bột như này, và cũng có cái logo của em Quyền, tên sản phẩm và có công dụng, thành phần của thành phẩm sản phẩm và có cả số điện thoại của em Quyền ở trên này. Và với cái sản phẩm của bên em hiện nay ấy, thì cả nhà thân mến rằng sản phẩm đông y hiện nay nó sẽ có nhiều cái dạng đưa ra thị trường khác nhau. Đưa ra thị trường một cách phổ biến nhất, rộng mở, đối tượng khách hàng nhất, đó chính là đăng ký với bên Cục Quản lý Dược và đăng ký chất lượng, đăng ký thành phần. Với đăng ký chất lượng thành phần như này ấy, thì cái lợi thế của nó là gì? Là chính danh trong khi bán. Nghĩa là khi bán, khách hàng an tâm hơn về chất lượng, được quảng cáo rộng rãi trên các phương tiện thông tin truyền thông. Và một cái sản phẩm nữa là đông y theo hình thức bài thuốc gia truyền. Đông y theo hình thức bài thuốc gia truyền là cái sản phẩm em Quyền đang cung cấp tới toàn thể các đoàn nhà mình. Là sản phẩm gì ạ? Là sản phẩm đăng ký chung về hoạt động sản xuất đông y của một cơ sở sản xuất. Đấy. Và hiện tại không công bố và không đăng ký. Đúng hơn là không đăng ký với Cục Quản lý Dược, không đăng ký với rất nhiều các cơ quan ban ngành về cái chất lượng sản phẩm này. Bởi vì một khi đã đem ra đăng ký thì phải công khai về thành phần, về nguyên liệu và thậm chí là cả một phần về tỷ lệ nữa. Nó rất dễ bị lộ và mất công thức
mà cái sản phẩm gia truyền này là sản phẩm gia truyền con nối, mình hình dung như vậy, là truyền từ đời này sang đời kia, truyền từ người này sang người kia. Khi mà đem công bố một cách công khai về thành phần nguyên liệu, thậm chí là một số cách thức nữa, thì có thể rất dễ bị lộ bài. Và đa phần các bài thuốc đông y của những cái danh y nổi tiếng hiện nay, người ta sẽ không đăng ký và chỉ bán theo hình thức là truyền miệng, truyền tai, và bán theo hình thức nhỏ lẻ, theo kiểu hình thức là ai tin thì dùng, ai dùng giới thiệu người này, giới thiệu người kia. Đấy là một cách giải thích nôm na nhất tới toàn thể quý vị anh chị để mình hiểu được cái sản phẩm mà thuốc đông y thử mũi gia truyền họ Lê, cái sản phẩm của bên em hiện nay đang cung cấp xỉ và lẻ ra ngoài thị trường. Và khi dùng cái sản phẩm của bên em thì nhà mình hoàn toàn yên tâm. Thứ nhất khẳng định là gì, sản phẩm hoàn toàn làm từ hoa, từ lá, từ các loại cây thảo dược kết hợp lại với cái tỷ lệ nhất định theo cái nghiên cứu lâu dài của cơ sở đông y. Và thứ hai nữa là đem tác dụng nhanh. Tác dụng nhanh này giúp thông thoáng đường thở nhanh đối với những thành viên bị viêm xoang, viêm mũi dị ứng mà bị ngạt thở, bị đạt dịch mũi đây, giúp đẩy dịch mũi ở hốc xoang, làm thông thoáng đường thở và đẩy cái dịch mũi tồn đọng lâu dài, nó ngừa viêm xoang nặng. Và thứ hai nữa là lành tính. Lành tính là gì? Gần như không đem lại biến chứng, và hiện nay chưa có thông tin về tác dụng phụ khi mà sản phẩm của bên em được đưa ra thị trường, thì chưa thấy du khách nào, chưa thấy thành viên nào có phản hồi không tốt về tác dụng phụ của sản phẩm. Dĩ nhiên là bên em cũng đã có qua kiểm chứng và qua một cái thời gian dài để đưa ra thị trường cái sản phẩm này. Và thứ ba nữa là sản phẩm bên em hiện nay ấy, thì nó không quá sông và tê như một số các loại nước mà như mình có thể mua ở đâu đấy để xịt. Đấy, không chứa corticoid. Cái corticoid nó là cái hoạt chất TI kháng viêm rất mạnh, có thể dùng đem lại hiệu quả rất là nhanh, nhưng mà dùng lâu dài ấy, thì nó sẽ dẫn làm mỏng cái niêm mạc mũi và dẫn tới việc mà niêm mạc mũi nó yếu, nó có thể bị viêm nặng hơn, hoặc là tình trạng chảy máu cam nó diễn ra thường xuyên như ở một số cái sản phẩm xịt mà nhà mình có thể thấy là có thể chứa corticoid. Đấy. Và sản phẩm của bên em không phải là thuốc đặc trị. Không phải thuốc đặc trị sao? Không phải là mình dùng là sẽ khỏi. Đấy, xin thông tin với nhà mình, không phải dùng sẽ khỏi. Với sản phẩm bên em là sản phẩm thuốc hỗ trợ. Khi nhà mình dùng thì nó ngừa biến chứng viêm xoang nặng, cắt cơn viêm xoang và viêm mũi dị ứng rất nhanh và hiệu quả lâu dài, đem lại cái chất lượng cuộc sống ổn định, đem lại cảm giác thông thoáng và dễ chịu, và đem lại cảm giác an tâm khi khách hàng sử dụng. Đấy. Bởi vì nếu mà để khỏi viêm xoang, viêm mũi dị ứng như em chia sẻ, nó sẽ có rất nhiều các yếu tố tác động đến cái cơ thể, tác động đến mình để mình diễn ra hay là mình có cái tình trạng viêm xoang, viêm mũi dị ứng. Ví dụ như là gì ạ? Như là thời tiết này, khí hậu này, độ cao này, phấn hoa này, hay là mình dùng các sản phẩm cay như rượu này, ớt này, tanh như cá này, như gà này, thì những cái tác nhân đấy hay là cái môi trường hoạt động sinh sống của mình nó ô nhiễm, thì những yếu tố đấy hoặc là di truyền nữa, những yếu tố đấy nó tội hội tụ lại, nó gây đến cái tình trạng bệnh của mình. Cho nên là để mà khỏi thì mình sẽ phải kết hợp với rất nhiều các yếu tố khác nhau để mình có thể hỗ trợ điều trị, hỗ trợ để thúc đẩy cái quá trình cái cơ thể nó phục hồi, cũng như là mình sẽ cảm thấy dễ dàng trong cái quá trình sử dụng và thoải mái hơn. Thì sản phẩm của bên em tự tin đưa ra thị trường là rất nhiều khách hàng đánh giá tốt đấy, và mua cho mình dùng, tin tưởng giới thiệu cho bạn bè dùng, thậm chí có thể là quà tặng nữa đối với những cái thành viên mà có người thân, người nhà, bạn bè bị viêm xoang, viêm mũi dị ứng. Thì ngày hôm nay cũng xin phép được chia sẻ với toàn thể quý vị anh chị nhà mình về cái triệu chứng, một số cái tình trạng của viêm xoang, viêm mũi dị ứng và cái sản phẩm thuốc đông y thổi mũi gia truyền họ Lê bên em đang cung cấp ra thị trường, và cũng hy vọng là đón nhận được sự tin tưởng của toàn thể các đoàn nhà mình, cũng như đón nhận được cái quá trình sử dụng lâu dài, cũng mong muốn nhà mình sử dụng lâu dài để đem lại hiệu quả tốt và giúp cho cái chất lượng cuộc sống ổn định hơn. Đấy. Và cũng cảm ơn nhà mình đã dành thời gian để các thành viên mình nghe giới thiệu, nghe chia sẻ, và cũng hy vọng là sẽ được phục vụ, hy vọng là sẽ được cung cấp những sản phẩm chất lượng tốt tới toàn thể quý anh chị nhà mình đang xem video. Chúc nhà mình có một ngày hoạt động vui khỏe, và hy vọng là sẽ có cơ hội được cung cấp những sản phẩm chất lượng của đông y thổi mũi gia truyền họ Lê tới nhà mình. Xin cảm ơn ạ.